那天发的 IG 的 story 是在板桥吗？很漂亮耶，那个光啦。哦，那天我不在板桥，我在辅大，因为你知道十二月对辅大来说是特别重要的月份。十二月的辅大校园有那么漂亮？没错，因为呢会有校庆，还有圣诞活动。今年11月29号到明年的1月9号，就是每天傍晚5点到晚上11点，都会有两棵超大的圣诞树，还有浪漫的灯海，就照亮着整个校园。嗯，原来如此。然后我看到你发的就是辅大在台复校60周年，对吧？嗯，对，没错。加上辅大是天主教学校，所以每年那个一年一度的那个圣诞点灯是学校的大事，更是每个辅大人心中最美的记忆。而且你知道吗？就是那个新北市以前2011年以前都没有举办欢乐耶诞城哦，所以大家很多人都会来辅大赏灯。嗯，那我找时间去看看。可是我好奇的是，校庆园游会上有什么好逛的吗？哦，哎，当天啊，我记得各社团都会纷纷设摊，那个展现他们的成果，像是那个塔罗占星社呢，他就用每一题60元的价格，然后让学生可以就是询问目前遇到的困难。然后我记得那个美食摊位区都排满了，挤满了人潮，像卖了什么关东煮、印尼炒泡面、烤香肠等等。然后最好吃的美食就是我们食科系的冰淇淋，嗯，就是我跟你说，今年的那个限定口味是那个蜜桃牛奶还有观音拿铁，可是我没有去排，因为太多人排队了，我知道一定买不到那个口味哦。嗯，我感觉得到你回到母校应该很开心。对，可是你们校友吃那个冰淇淋的时候，同时也在回忆学生时代的青春时光，对吧？哦，对，你说的没错，我们吃的是回忆，但那个冰淇淋真的也很好吃啦，虽然我这次没吃到。Chào mừng quý vị đến với Thời báo Tân Y Dân toàn cầu. Đây là lớp học của Trung Giai. Hôm nay Giai sẽ dạy về một số từ vựng và câu liên quan đến chuyên đề hôm nay. Và từ vựng đầu tiên là Xiao Qing, kỷ niệm ngày thành lập trường. Xiao Qing, kỷ niệm ngày thành lập trường. Xiao Qing, kỷ niệm ngày thành lập trường. Và từ vựng thứ hai là Lãng mạn, lãng mạn, lãng mạn, lãng mạn, lãng mạn, lãng mạn. Và từ vựng thứ ba là sở thoản, câu lạc bộ, sở thoản, câu lạc bộ, sở thoản, câu lạc bộ. Và từ vựng thứ tư là hồi y, hồi ức, kỷ niệm, hồi y, hồi ức, kỷ niệm, hồi y, hồi ức, kỷ niệm. Và tiếp theo để ra dẫn dạy câu mới của hôm nay. Và câu đầu tiên là Xiao Qing hui you ju ban yuan you hui lai qing zu. Lễ kỷ niệm thành lập trường sẽ tổ chức một bữa tiệc ngoài trời để chúc mừng. Xiao Qing hui you ju ban yuan you hui lai qing zu. Lễ kỷ niệm thành lập trường sẽ tổ chức một bữa tiệc ngoài trời để chúc mừng. Xiao Qing hui ju ban yuan you hui lai qing zu.Lễ kỷ niệm thành lập trường sẽ tổ chức một bữa tiệc ngoài trời để chúc mừng. Câu thứ hai là 学生时代的青春总能唤起大家的回忆。Thanh xuân vườn trường thường hay gợi nhắc lại nhiều kỷ niệm của mọi người. 学生时代的青春总能唤起大家的回忆。Thanh xuân vườn trường thường hay gợi nhắc lại nhiều kỷ niệm của mọi người.学生时代的青春总能唤起大家的回忆。Thanh xuân vườn trường thường hay gợi nhắc lại những kỷ niệm của mọi người. Lớp học của Trung Giai hôm nay đến đây là kết thúc và cảm ơn các bạn đã đón xem.